chúng ta sẽ bắt đầu làm lab 5. Rồi các bạn im lặng giúp thầy. New project lab 5. Tất cả các bài tập của các bạn để trong cùng project giúp thầy. Trong này chúng ta sẽ làm gì đây? Danh sách số thực với số lượng tùy ý được nhập từ bàn phím, sau đó xuất danh sách vừa nhập và tổng của nó. Gợi ý là dùng array list kiểu double duy trì danh sách nhập từ bàn phím. Trong này bữa hôm trước là mình có rồi đó, thì chúng ta sẽ dùng cái array list double nè. Chú ý cách copy ha. New cho thầy câu 1. Chúng ta làm bài từng câu, cho nên mỗi bài chúng ta sẽ tạo một cái public main. Còn nếu như mà sau này các bạn làm assignment thì có một số cái class các bạn không cần tạo main, chỉ có cái class chính chúng ta mới tạo main thôi ha. Còn bây giờ mình làm từng bài cho nên là mình sẽ khai báo một cái array list, sau đó mình sẽ làm hàm nhập hàm xuất đi cho nó dễ. Array list ở chỗ này nó kêu là array list chưa được định nghĩa nè, cho nên mình import cái array list này vào. Rồi nó hết báo. Bây giờ mình array list của mình cho là array double bằng new array list. Rồi mình khai báo xong một cái mảng. Bây giờ mình sẽ làm một cái hàm nhập. Chú ý chỗ này rất quan trọng. Nếu như ở dưới này thầy khai báo một cái hàm nhập, nhập mảng mở ngoặc đó, nếu như thầy khai báo như vậy thì ở trong này thầy có truy xuất được cái mảng không? Được, bởi vì nó không có, chỗ này nó không hiểu. Cái biến là array double của thầy khai báo ở trên, cho nên ngay tại vị trí này nó không hiểu, nó không biết. Vậy làm sao để mình làm gọi hàm cho nó dễ? Thì các bạn nên giúp thầy ở chỗ này, các bạn tạo cho thầy một cái mảng kiểu trả về là mảng. Thì ở bên trong này bạn cũng khai báo y chang vậy, khai báo y chang luôn. Nhưng mà thực ra cái array double và array double hai cái này khác nhau nha. Cái này là cái biến ở hàm main, cái này là cái biến ở hàm nhập mảng. Hai cái này nó không liên quan gì với nhau hết. Rồi trong này mình làm gì? Mình sẽ dùng vòng lặp for giống như đề hướng dẫn. Dùng làm vòng while giống như đề hướng dẫn. Thì mình sẽ sửa cái đoạn code này lại như thế nào cho nó đúng nha. Bởi vì các bạn đều có code hết, cho nên các bạn copy vô, mà copy vô đó nó lỗi vậy đó. Vậy thì chỗ này lỗi trước tiên là scan chúng ta chưa có, cho nên chúng ta insert cái scan này vô. Các bạn sẽ khai báo cho thầy một cái lớp là scanner. Rồi lấy cái biến là scanner luôn, bằng new scan ses stem.in. Rồi hết lỗi scan. Bây giờ tiếp theo mình sẽ lấy cái mảng là array double nhập vô cho nó.
Kịp không? Rồi chỗ này đưa câu thông báo, dấu nháy kép này nó không hiểu, mình sửa lại. Chỗ này mình sửa lại luôn, nháy kép lại. Nhập xong. Nếu như scan.line chỗ này tại sao vẫn còn lỗi? Tại sao còn lỗi? Mình coi từng phần đóng của nó nha. Lỗi gì các bạn? Chưa có trả về. Return cái gì? Return a Rayleigh double. Hết lỗi. Và chỗ này nếu như các bạn so sánh với chữ N này đó thì nó chỉ thoát khi bạn nhập chữ N hoa. Còn nếu mà nhập chữ N thường cũng thoát luôn. Thì chúng ta làm gì? Đổi cái hàm so sánh này giúp thầy. Equate iron catch, tức là cho phép chữ hoa chữ thường đều so sánh được hết. So sánh chữ hoa chữ thường đều so sánh được hết. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ gọi cái hàm nhập mãn này bằng cách nào? Gọi hàm nhập mãn này bằng cách nào? Chúng ta sẽ lấy là array double bằng nhập mãn. Nhập mãn. Đâu rồi? À, thiếu cái static. Nhập mãn. Đó. Thì cái quá trình này nó sẽ gọi cái hàm nhập mãn. Và trong quá trình nhập nó sẽ trả về cái mãn ở đây. Ví dụ thầy cho là double 1 đi, để cho các bạn thấy nó khác. Đó, trả về đây. Sau khi mà trả về xong thì nó sẽ gán cho double. Bây giờ mình sẽ làm cái hàm xuất mãn. Xuất mãn thì có kiểu trả về không? Không cần. Và cái quan trọng là bạn sẽ xuất mãn nào? Xuất mãn nào? Bởi vì ở đây cái biến mà chúng ta khai báo là array double này là chỉ có giá trị trong hàm main thôi. Còn trong cái hàm xuất mãn của mình không có biến đó, không biết. Cho nên bạn muốn xuất mãn nào thì tốt nhất bạn khai báo một cái biến ở bên trong nó, tham số đưa vào. Tham số đưa vào array list double. Và chỗ này mình khai báo một cái mảng, mảng 2 đi. Thực ra chỗ này mảng double 1, chỗ này double 2 không nhất thiết, giống nhau cũng được. Bởi vì mỗi người một nơi, không có liên quan gì với nhau. Và chỗ này chúng ta sẽ for, bởi vì xuất ngẫu nhiên mà, double D 2 chấm array double 2. Chúng ta làm gì đây? Xuất ra. Xuất ra D cộng khoảng trắng đi, hoặc là cộng tab đi. Rồi, và chỗ này mình sẽ gọi xuất mãn. Xuất mãn thì có cái gì bằng không? Không cần đúng không? Xuất mãn gì?
readable. Được chưa? Như vậy là gần như mình làm xong bài, còn thiếu nữa tổng của nó. Nếu như phần xúc này các bạn cần tổng thì chúng ta sẽ khai báo cái gì đây? À, một cái kiểu double tổng nên gán bằng không trước. Tổng gán bằng không. Rồi xuống đây, trong quá trình này chúng ta sẽ cộng hết nó lại. Cộng nó lại. Tổng bằng tổng cộng cho D. Tất nhiên nó sẽ cộng dòn lên. Tổng bằng tổng cộng D. Và cuối cùng chúng ta sẽ xuất ra tổng của mảng cộng với tổng. Đấy, như vậy là chúng ta đã làm xong bài 1. Run file. Trong quá trình nhập nó không có câu thông báo cho nên mình không thấy. Mình sửa lại tí, mình đẩy câu thông báo vô. Nhập mảng double. Ở đây mình sẽ đưa ra câu thông báo. Nhập vào số. Run file. 5. Bị gì các bạn? Bị gì mà sao nó không chờ mình hỏi là có không? Trước mình xử lý thì sao? Với cái dạng mà get số như thế này là nó bị trôi. Nhớ không? Nếu bị trôi thì mình làm gì? Trước khi mà hỏi có không, chúng ta làm gì đây? Trước khi hỏi có không thì chúng ta dùng cái scan chấm netline mà không làm gì hết. Ha, để cho nó tránh cái trường hợp mà bị trôi đó. Nhập vào số, hỏi có hay không, bạn enter là được rồi. Rồi, không, thoát. Thì chỗ này các giá trị mình nhập 4, 5, 8, 1, 9 và tổng của nó là 27. Xong bài 1. Sử dụng for at. Cái này là cái mà thầy mới làm đó. For at là duyệt theo kiểu là vét cạn. Tức là có bao nhiêu phần tử là duyệt hết. Ha. Xong bài 1. Dễ không? Khó đâu. Bài 1 khó đâu. Không có ai nói hết, tức là dễ.